Chào tất cả các bạn. Cùng với các bạn, hôm nay chúng ta còn tiếp tục giải phương trình bậc nhất một ẩn số, list số 2 mà hai vế chưa được thu gọn. Tôi tạm đặt danh tổng quát là AX cộng B bằng CX cộng D. Như vậy, ở cả hai vế đều có chứa những hàng tử có chữ X, tức là chữ ẩn số, và những hàng tử tự do. Cách giải tổng quát phương trình này, chúng ta có những bước sau đây. Bước thứ nhất, chúng ta chuyển tất cả các hạng tử có chứa x về một vế, thường là vế trái, để được phương trình tương đương ax trừ cx cộng b bằng d. Bước thứ hai, chúng ta chuyển tất cả các hạng tử tự do về vế còn lại để được phương trình tương đương tiếp theo ax trừ cx bằng d trừ b. Bước thứ ba, rút gọn từng vế để đưa về dạng quen thuộc. Chúng ta có mở ngoặc A trừ C đóng ngoặc X bằng D trừ B. Đặt giá trị A trừ C bằng M và giá trị D trừ B bằng N, ta có phương trình MX bằng N với M bằng A trừ C và N bằng D trừ B. Chúng ta có 4 cái ví dụ để giải ngày hôm nay. Phương trình A 3X cộng 5 bằng 8X trừ 2. B 6x trừ 9 trừ 4x bằng 2x cộng 5x cộng 7. Phương trình C 2 mở ngoặc 3x trừ 5 đóng ngoặc bằng trừ 3 mở ngoặc 4x cộng 8 đóng ngoặc. Phương trình D 5x trừ 4 tất cả trên 3 bằng 2x cộng 3 tất cả trên 4. Chúng ta giải cụ thể phương trình A 3x cộng 5 bằng 8x trừ 2. Chúng ta chuyển cả các hạng tử có chữ x về vế trái 3x trừ 8x và những hạng tử tự do về vế phải bằng trừ 2 trừ 5. Phương trình tương đương tiếp theo, lấy x làm thừa số chung, mở ngoặc 3 trừ 8 đóng ngoặc x bằng trừ 2 trừ 5. Rút gọn hai vế ta có trừ 5x bằng trừ 7. Cùng chia hai vế với A bằng trừ 5, ta có trừ 5x trên trừ 5 bằng trừ 7 trên trừ 5, x bằng 7 phần 5. Đây là nghiệm duy nhất của phương trình 3x cộng 5 bằng 8x trừ 2. Khi nào chúng ta đã nâng dần kỹ năng chúng ta lên thì có một số bước chúng ta không cần phải trình bày ra và chúng ta rút gọn cái phần trình bày chúng ta lại. Phương trình B 6x trừ 9 trừ 4x bằng 2x cộng 5x cộng 7. Chuyển tất cả các hạng tử có chứa x về phía trái và những hạng tử tự do về phải, ta có phương trình 6x trừ 4x trừ 5x bằng 7 cộng 9. Rút gọn hai vế, mở ngoặc 6 trừ 4 trừ 5 tất cả những cái x bằng 7 cộng 9, ta có phương trình tương đương trừ 3x bằng 16. Cùng chia hai vế với trừ 3, ta có trừ 3x trên trừ 3 bằng 16 trên trừ 3. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất, x bằng trừ 16 phần 3. C. Phương trình 2 mở ngoặc nhân 3x trừ 5 bằng trừ 3 mở ngoặc 4x cộng 8 đóng ngoặc lại. Chúng ta phân phối vào ta có phương trình tương đương 2 nhân 3x trừ 2 nhân 5 bằng trừ 3 nhân 4x cộng cho trừ 3 nhân 8. Ta có phương trình tương đương tiếp theo 6x trừ 10 bằng trừ 12x trừ 24. Thu gọn hai vế, chuyển vế và thu gọn hai vế. Chuyển vế ta có 6x cộng 12x bằng trừ 24 cộng 10. Thu gọn hai vế ta có 18x bằng trừ 14. Cùng chia hai vế với A bằng 18, ta có x bằng trừ 14 phần 18 hay x bằng trừ 7 phần 9. Trừ 7 phần 9 là nghiệm duy nhất của phương trình. Phương trình D 5x trừ 4 tất cả trên 3 bằng 2x cộng 3 tất cả trên 4. Chúng ta thấy phương trình này có hai cái mẫu thức khác nhau, thì chúng ta chọn mẫu thức chung là 12, tức là bộ chung nhỏ nhất của 3 và 4 là 12. Muốn như vậy, chúng ta nhân vế trái với 4 và nhân vế phải với 3 để chúng ta có cùng mẫu thức chung là 12. Chúng ta có phương trình tương đương 4 nhân 4 mở ngoặc
5 x trừ 4 đóng ngoặc lại tất cả trên 4 nhân 3 bằng 3 mở ngoặc 2 x cộng 3 đóng ngoặc tất cả trên 3 nhân 4. Sau đó chúng ta nhân hai vế vào thức chung là 12 thì chúng ta khử được mẫu thức, chúng ta có phương trình tương đương 4 mở ngoặc 5 x trừ 4 đóng ngoặc lại bằng 3 mở ngoặc 2 x cộng 3 đóng ngoặc lại. Tương đương tiếp theo chúng ta có 20 x trừ 16 bằng 6 x cộng 9, chuyển vế 20 x trừ 6 x bằng 9 cộng 16, rút gọn từng vế 14 x bằng 25, cùng chia hai vế với a bằng 14, ta có x bằng 25/14. 25/14 là nghiệm duy nhất của phương trình 5 x trừ 4 trên 3 bằng 2 x cộng 3 trên 4. Các bạn có thể tự giải ba phương trình sau đây. Phương trình thứ nhất 9 x cộng 6 bằng 2 x trừ 5 với đáp số là x bằng trừ 11/7. Trừ 11/7 là nghiệm duy nhất của phương trình. Phương trình B 2 mở ngoặc nhân 5 x trừ 6 đóng ngoặc lại bằng 5 nhân 6 x cộng 3 đóng ngoặc lại. Chúng ta phân phối, ta có phương trình 10x trừ 12 bằng 30x cộng 15. Và bạn tự giải tiếp theo với đáp số x bằng trừ 27/20. Trừ 27/20 là nghiệm duy nhất của phương trình. Phương trình C 5x trừ 6 tất cả trên 4 bằng 2x cộng 9 trên 5. Chúng ta quy đồng mẫu thức và khử mẫu thức. Chúng ta có phương trình 5 mở ngoặc 5x trừ 6 đóng ngoặc lại bằng 4 mở ngoặc 2x cộng 9 đóng ngoặc lại. Phân phối 25x trừ 30 bằng 8x cộng 36. Các bạn giữ giải tiếp theo. Chúng ta có đáp số x bằng 66/17. 66/17 là nghiệm duy nhất của phương trình. Hôm nay chúng ta tạm giải dạng chưa được thu gọn ở hai biểu thức. Kỳ tới chúng ta sẽ đi vào ứng dụng giải toán bằng cách lập phương trình bậc nhất. Xin kính chào tất cả các bạn.